Xin chào tất cả các bạn và anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và anh em cách thay cái đèn hậu của dòng xe Mitsubishi Chiton. Chiton 2019 thì cách thay. Đây là đèn hậu đang bị rách này, Đấy, thứ nhất là có hai ốc đây. Ốc 10 đây. Thì các bạn tháo hai con ốc 10. Trên một con, dưới một con. Hai con ốc 10. Các bạn tháo đây một con, trên một con, dưới một con. Đấy. Thay đèn hậu của dòng xe Mitsubishi Chiton. Đấy, các bạn tháo hai con ốc ra. Và xong. Và trong đây có cái lẫy, các bạn nhấc ra đấy, đập một phát này. Các bạn nhìn này, chính là cái lẫy này đấy, thì các bạn chỉ đập ra một phát và nó ra đấy. Rút cái rắc đèn đấy. Đèn hậu của dòng xe Mitsubishi Chiton đấy. Và đây là đèn mới chúng ta lắp vào. Thì đầu tiên các bạn cũng lại quay lại như vậy, các bạn cắm rắc, cắm cái rắc xe vào đây, rất đơn giản đấy. Và chúng ta bật đèn, chúng ta thử đấy, thử tất cả cái đèn pha. Đây là đèn hậu vỡ. Vỡ đúng không ạ? Thì đây là cái các bạn bắt lại con ốc. Đấy, bắt lại con ốc. Đèn pha và dòng thay đèn hậu dòng xe Mitsubishi Chiton. Cái này anh phải cho em tiền thêm để vứt lát. Về phải tái chế đi. Đấy. Thì ra. Tái chế thì thực ra mai cho đây ở các bạn, khi mà chúng ta đã lắp xong cái đèn hậu của dòng xe Mitsubishi Chiton thì các bạn thấy cũng chỉ cần một cái T10. Chúng tôi chỉ cần một cái T10 để vặn hai con ốc, không có T thì dùng cờ lê. Để các bạn thay một cái đèn hậu cực kỳ đơn giản của dòng xe Mitsubishi Chiton. Các bạn rất đơn giản, chỉ cần các bạn thấy mình thay chưa đến chắc là không đến 2 phút. Đấy, cực kỳ đơn giản, các bạn có thể thay xong cái đèn hậu của dòng xe Mitsubishi Chiton. Anh em có thể tự thay thế tại một cách rất đơn giản. Anh em Bara có thể thay thế hoặc anh em chủ xe có thể tự thay thế tại nhà. Đây đầu của dòng xe đã xong. Đây là xong dòng xe Mitsubishi. Thì con đấy chưa đến 2 phút rồi chúng ta đã hoàn thiện xong một cái con xe đèn hậu dòng xe Mitsubishi Chiton. Đấy. Mình đã thay thế và lắp đặt sửa chữa xong. Đấy, thì các bạn mà có nhu cầu cần phải thay thế và sửa chữa cái đèn hậu dòng xe Mitsubishi Chiton này thì anh em vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng mitsubishi.vn.